chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đi trên một con đường mới được nâng cấp mở rộng. Con đường này nối liền giữa cầu Rẽ, giao nhau với đường cao tốc. Và con đường này sẽ dẫn chúng ta về thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Một con đường đẹp đẽ chạy dọc theo một con kênh khá rộng. Đường nằm bên con kênh làm cho có cảm giác rất là mềm mại và thơ mộng. Phía bên phải là cánh đồng, người dân vẫn đang còn làm đất để chuẩn bị gieo xạ hoặc cấy. Thời tiết hôm nay không đến nỗi lạnh lắm. Đường này vẫn còn làm nham nhở, có đoạn thì đang vướng mặt bằng chưa hoàn thiện. Như đoạn này là được gọi là hoàn thiện rồi đấy. Đẹp chưa? Vân Đình 10 km, rẽ trái 8 km nữa là đến Quốc Toản. Đường này có tên gọi là DT428. Dọc ven đường người dân vẫn còn treo lồng đèn lồng với cờ nheo rất nhiều màu sắc. Không khí Tết vẫn còn, không khí ngày Tết vẫn còn. Ngoài này có văn hóa chơi Tết rất là lâu dài, rất là chơi Tết rất thoải mái. Với thời gian có thể là với vài tháng, người ta vẫn nói câu là tháng riêng là tháng ăn chơi. Tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè, tháng 4 thì mới đi làm nghề, tháng 5, tháng 6 nghỉ hè vui chơi, rất là vui. Ôi, nhiều con đường đẹp lắm. Khu vực này đang trên đà phát triển, thay đổi từng ngày. Con đường này rất quan trọng trong vấn đề phát triển kinh tế và du lịch. Bởi vì đường này có thể dẫn chúng ta đến một cái địa điểm du lịch rất nổi tiếng. Đấy là khu du lịch tâm linh chùa Hương và một số thắng cảnh lân cận, có thể là ở huyện Ứng Hòa, huyện Mỹ Đức. Đẹp chưa? Đồng Tân, đây là xã Đồng Tân. Về nhà thì cứ thông dòng vậy thôi. Đây là tượng đài, tượng đài chiến thắng.
mấy chục cây số nhưng đi khoảng mất 3-4 tiếng mới về nhà. Bởi sở thích của dòng sông Lam vẫn là sở thích khám phá và tham quan, đặc biệt các cái điểm danh du lịch. Nhà ở đây có ngôi chùa cái gì đấy, cái đa rất là lớn. Chuẩn bị đến con đường hẹp hơn rồi, đoạn này chắc là chưa giải phóng mặt bằng xong ấy. Vừa đi vừa quay video này cũng khá bất tiện, một mình mà đi xe máy, một tay cầm vô lăng, một tay cầm điện thoại. Thôi ta đi chậm thôi. Nào có tiền mua ô tô thì ta cắm camera hành trình. Nhưng dòng sông Lam chưa đủ tiền để mua ô tô. Không, mua ô tô xịn thì dòng sông Lam chưa đủ tiền, nhưng nếu mà chỉ có gọi là ô tô vài 300-400 thì có thể sắm được, nhưng mà nhiều khi cũng phải cân đối vì mình cũng ít đi, mình chủ yếu ở công trường thì nếu có việc gì thì đi xe cơ quan đơn vị. Ở đây có cái hội chợ sao, không phải hội chợ mà cổng chùa được trang trí rất là đẹp, rất là cách điệu. Chúng ta cứ đi chậm chạp, chúng ta quay, chúng ta ngắm cảnh, vừa quay vừa ngắm, vừa đảm bảo an toàn. Nhiều khi mình ít tiền nên là mình sắm phương tiện giao thông mình cũng phải tính toán, cân đối, bởi vì dựa vào nhu cầu sử dụng. Nếu chúng ta nhiều tiền thì không nói, nếu chúng ta chỉ vừa trang trải, có dư chút tình trong cuộc sống thì chúng ta cũng phải tính toán về có nên sắm phương tiện ô tô hay không. Bởi vì sắm thì phải là khó, chúng ta thiếu thì chúng ta có thể vay mượn, nhưng mà chi phí nó rất là lớn so với cái nhu cầu sử dụng của mình, nó rất là lãng phí. Nếu mà sắm xe, sắm phương tiện chúng ta có nhu cầu sử dụng lớn thì hoặc là sắm để phục vụ công việc kinh doanh thì chúng ta nên sắm. Doanh của mình, nhưng mà chúng ta không kinh doanh hoặc chúng ta chỉ là một nhân viên hành chính và thu nhập trung bình dưới 20 triệu thì chúng ta không nên sắm, bởi vì chi phí để mà sử dụng một con xe mỗi tháng thì mình sẽ thì nó cũng phải tầm 5-7 triệu. Đây là chúng ta chỉ đi loanh quanh thôi. Còn nếu mà tính cả khâu hao mất giá xe nữa thì chúng ta về cái chi phí nó khá lớn và cái đấy phải cân đối. Cho nên dòng sông Lam không phải là thích đi xe máy, nhưng mà bởi vì điều kiện nó chỉ thế, và đi xe máy đâu có cái thú vui của nó. Lúc
nào mà đi xe đi cần đi xa thì chúng ta đi ô tô, đi xe khách hoặc đi taxi, nó vừa an toàn vừa rẻ. Đây đoạn này đang còn đường mới sẽ chạy thẳng ở kia, nhưng đang còn chắc ra Tết cũng chưa khởi động lại. Chúng ta đang đi trên con đường cũ, bây giờ trở thành đường tránh, tránh cho dự án. Ngồi ô tô thì tất nhiên là nó sướng rồi và an toàn, nhưng mà đổi lại chi phí nó cao. Mình còn khó khăn lắm, bao nhiêu việc phải lo, con cái học hành, bố mẹ già. Khi mà con đường này xong thì nó đẹp như thế này. Hai hàng cây bên đường vừa mới được trồng nên là nó chưa được xung xuê, chưa nhiều tán cây, chắc độ 5-7 năm nữa thì con đường này nó sẽ rất đẹp, vì lúc đấy cây cối nó phát triển nhiều tán. Đồng đẹp, cánh đồng về mùa này rất đẹp, một màu trắng bạc. Đây là nét đặc trưng của khí hậu miền Bắc. Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy mặt trời, vẫn cứ sương mù thế này. Việt Nam thì khí hậu nó trong trẻo, nó không có sương mù, hoặc có sương mù nó chỉ vào một thời điểm. Ôi cái đàn vịt kìa, đẹp chưa? Yeah. Đấy. Dạo chơi nó có cái thú vui như vậy đấy. Thoải mái rong rong ngắm cảnh hai bên đường. Việt Nam thì có thể có những cơn mưa bất chợt, mưa xong rồi nó lại tạnh, bầu trời lại trong trẻo, và những trong trẻo trong xanh. Đây là khu này là khu mạ, khu ươm mạ. Đây là những cái dành cho những cái nhà mà người ta vẫn dùng phương pháp cấy, và mạ về mùa này trời rét cho nên phải trùm rất cẩn thận bằng các cái túi ni lông để vừa tránh sương muối vừa tránh rét. Ta vừa đi chậm vừa an toàn vừa được ngắm vía thoải mái. Một xe đang xe này chắc là đi thu gom vịt để chuyển lên thành phố, hoặc là đâu là xuất khẩu nhà, xuất khẩu sang Trung Quốc. Vịt Vân Đình nổi tiếng mà, đây cũng là gần Vân Đình rồi đấy, cách Vân Đình khoảng mấy cây rồi thôi, 4-5 cây rồi. Đây một ngồi ngồi nhập cổ
ngôi đình cổ. Ngôi đình cổ nhưng mà tiếc rằng cũng chưa có, không có thời gian để vào chiêm bái. Đây. Ngôi đình cổ. Phía ngoài ngôi đình thì hay một cái khu chợ. Người Việt Nam rất thích họp chợ dọc đường, họp chợ ven đường rất là mất an toàn, cản trở giao thông, mất mỹ quan. Nhưng mà không họp ven đường thì không buôn bán được, bởi vì thứ nhất là ngồi ven đường nó tiện, có thể giao dịch. Thứ hai là nó cũng bớt được cái thuế, gọi là thuế thuế chợ, phí chợ. Dân là chủ yếu là dân nông thôn mà buôn bán vẫn theo cái lề lối là làm ăn nhỏ, hay người ta vẫn gọi là buôn bán thúng mẹt đấy. Có mỡ rau thì bán mỡ rau, có mỡ cà, có mỡ khoai thì bán mỡ cà, mỡ khoai, đúng không? Cái gì bán được thì cứ mang ra ngoài đường ngồi bán thôi, trái cây các kiểu. Cũng là tại vì Hà Nội với Hà Tây cũ, bây giờ là Hà Nội rất là nhiều đình, hầu như làng nào cũng có một ngôi đình. Cái buôn bán nhỏ lẻ ở Việt Nam thì của chúng ta là bởi vì nó cũng xuất phát từ từ văn hóa giao thông. Trong Phong Lam nghĩ thế, do bởi vì cái lượng phương tiện tham gia giao thông chủ yếu vẫn là xe máy thì nó tiện, dừng đâu cũng được, mua chỗ nào cũng được. Đấy, cho nên mình có cái hiện tượng là các cái khu chợ mà họp ở ven đường là ùn tắc giao thông, vì chủ yếu xe máy thì làm ai cũng dồn về chợ, làm cho cả cung đường đấy nó bị ùn tắc giao thông. Còn văn hóa ô tô thì người ta không thể dừng đỗ ngược lại nữa, người ta phải có các cái điểm dừng đỗ nếu mà giao thông của Việt Nam cũng không cho phép ô tô có thể đậu một lúc kín đường được, đúng không? Không nói kín đường nhưng mà đừng đậu cả hai bên đường sát sát nhau thì cũng không được, vì là không còn chỗ để cho khoảng không không gian để các phương tiện khác lưu thông. Đấy, cho nên là nó sinh ra. Vì thế mà ở các thành phố hàng quán cứ bày ra vỉa hè là vì thế, cũng là từ văn hóa giao thông xe máy hay bánh, tiện đâu dừng đấy, tiện đâu leo đấy. Mà giữa người mua người bán thì phải gặp gỡ nhau càng tiện lợi càng tốt. Xe máy có thể đậu ở ngoài đường, mà
mua hàng ở bên trong. Đã đến địa bàn của thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Khả năng dòng sông Lam sẽ phải dừng quay phim ở đây, bởi vì chỗ này khá là nguy hiểm. Rồi đi qua cầu này rồi chúng ta sẽ quay và để và tạm biệt quý vị cùng các bạn nhé. Hẹn chương trình sau. Thị trấn Vân Đình chứ không phải Mỹ Đình, Vân Đình.